Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang đi tiệc tại nhà hàng Sinh Thái Bình Xuyên tại đường Chánh Hưng, quận 8 nha các anh chị và các bạn. Nhà hàng Sinh Thái Bình Xuyên đây rất là rộng lớn, có khu vui chơi cho dành cho trẻ em, khu đặt tiệc cưới, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, các thứ đều có hết nha các anh chị và các bạn. Thì mình đến nhà hàng Sinh Thái Bình Xuyên tại quận 8 thì mình nhớ đặt tiệc trước nha các anh chị và các bạn. Mình chỉ cần gọi điện mình đặt tiệc thôi, người ta sẽ lưu lại cái số bàn cũng như cái số điện thoại mình. Chiều mình đến là mình sẽ có bàn, còn mình không đặt là chiều đến là có thể là không có bàn để mình ngồi nha các anh chị và các bạn. Mình đặt tiệc cũng không có cần đặt cọc trước đâu, mình chỉ cần gọi order cái bàn tiệc chiều mình đến bao nhiêu người thôi. Thì khu nhà hàng Sinh Thái Bình Xuyên tại quận 8 rộng lớn, tầm khoảng 26 đến 27 ngàn mét nha các anh chị và các bạn, rất là rộng, rất là lớn và rất là nhiều món ăn. Khu vực trang trí cũng như là bàn tiệc cũng rộng rãi và cũng thoáng mát, nhìn rất là đẹp, khung cảnh rất là đẹp, hồ câu cá giải trí. Thì nhà hàng Sinh Thái Bình Xuyên thì rất là nhiều món ăn. Phúc Khang đến đây cũng mấy lần rồi, cũng tầm sơ sơ cũng khoảng trăm mấy, 200 món ăn gì đó các anh chị, rất là nhiều. Tí Phúc Khang sẽ quay đi review cho các anh chị và các bạn xem. Thì các món ăn ở đây thì cũng khá là bình dân, vừa túi tiền cho các anh chị giống như là Phúc Khang, những công nhân lao động bình dân có thể đến đây mình ăn tiệc cũng thoải mái. Có các anh chị tiếp viên tận tình, vui vẻ, khá là thoải mái. Mình đi gia đình rất là vui luôn nha các anh chị. Hôm nay là cũng là cái nhân dịp là sinh nhật của bé Nguyễn Minh Bảo Long, mặc áo thun đen đeo mắt kính đó các anh chị. Còn đây là chị Phương, chị vợ của Phúc Khang. Còn đây là anh Thông, là đầu bếp trưởng của kênh Phúc Khang ẩm thực. Còn đây là bé Thảo Nhi, con gái của Phúc Khang. Còn đây là hồ câu cá giải trí nha các anh chị và các bạn. Có thể mình đến đây mình câu cá giải trí cũng được, mình ăn uống xong mình đi vòng vòng xung quanh mình chơi, mình giải trí, mình câu cá cũng được. Tất cả các nhân viên tiếp viên ở đây đều đi bê tin hết nha các anh chị, bê tin hoặc là xe đạp nhỏ, tại vì khu vực này nó rất là rộng lớn. Món ăn làm cũng khá nhanh nha các anh chị, nhân viên đầu bếp cũng khá đông cho nên là mình gọi món cũng khá nhanh. Cô chú anh chị và các bạn xem video Phúc Khang, nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ kênh đến các anh chị em, người thân, bạn bè, để kênh Phúc Khang nhiều người biết đến và ủng hộ Phúc Khang. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và xem video của Phúc Khang. Thì xem video Phúc Khang có góp ý, cô chú anh chị góp ý cho Phúc Khang xin một bình luận để phía dưới, để Phúc Khang viết góp ý của cô chú anh chị và các bạn cũng như khán giả, để Phúc Khang biết, để Phúc Khang làm tốt hơn. Còn đây là những các món ăn, món uống nha các anh chị, rất là nhiều, như lúc đầu Phúc Khang nói tầm khoảng 100 đến 200 món ăn, tôm, cua, ốc, ghẹ, các món cá, tất cả, gà đủ loại gà vịt, sim, ngỗng, nói chung là đủ hết các anh chị và các bạn, rất là nhiều, món ăn rất là rẻ. Đây Phúc Khang quay luôn cái giá cho cô chú anh chị và các bạn xem. Nói chung giá là cũng không có cao lắm mà cũng không thấp, nói chung là giá cũng tầm trung.
Thì Phú Khang cũng quay sơ lược thôi, chứ nếu mà quay hết thì cũng video nó khá dài. Phú Khang sẽ tua qua những cái đoạn không cần thiết, quay sơ để cho các anh chị và các bạn xem ha. Khá là nhiều món ăn luôn các anh chị. Này là cái gì? Còn đây là các món ăn thì bạn Phú Khang gọi, đây là món gỏi mực nha các anh chị, gỏi mực Thái. Đây các món nước thì đều có đầy đủ, các anh chị muốn dùng các loại nước như nước ngọt, bia gì đã có đầy đủ nha các anh chị. Cắt gì? Cắt mực hả? Ăn sao không? Tội nghiệp không? Nên cái ông Gỏi mực Thái rất là ngon luôn các anh chị. Còn đây là chi cơm chiên hải sản, dĩa cơm chiên quá bự luôn các anh chị. Cả gia đình Phúc Khang ăn một dĩa cơm chiên này cũng no nê luôn, rất là nhiều. Đây là bếp con trai của Phúc Khang, đó là Phúc Khang đó các anh chị. Cái bên là em bé Thung Đen là Nguyễn Minh Bảo Lộc, hôm nay sinh nhật của bé Nguyễn Minh Bảo Lộc, con trai của anh Thọc. Còn đây là món ốc bu. Ốc bu nướng tiêu nha các anh chị và các bạn. Và món mực chiên nước mắm. À, món dừa trường chiên giòn. Nói chung là Phúc Vàng và Phúc Khang cũng kêu cũng rất là nhiều món, nhưng mà Phúc Khang cũng quay sơ lược thôi nha các anh chị. Ở trong nó có giá mà. Lấy luôn giá đi ơi. Hả? Dĩa ốc bu cũng khá là to luôn các anh chị. Còn đây là món sò huyết, xào me. Nói chung là con sò huyết rất là to luôn các anh chị, sò huyết rất là to bự. Nói chung là một dĩa thức ăn ở đây tính giá là cũng đáng đồng tiền các anh chị, không phải làm một dĩa nó một ít nhỏ 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 đâu các anh chị, dĩa khá là lớn. Từ món sò huyết của nhà hàng sinh thái Bình Xuyên tại đường Phạm Hùng quận 8 này, thì Phúc Khang cũng đến đây rất là nhiều lần, đi cùng gia đình và cũng có khá nhiều đi tiệc cưới cũng tại Bình Xuyên ở đây. Cho nên là gia đình Phúc Khang có tiệc hay là có những cái buổi mà đi ăn gì đó là Phúc Khang cũng đến tại Bình Xuyên. Còn món này là món mực chiên giòn nha các anh chị. Và tới món lẩu thì Phúc Khang cũng kêu khá là nhiều rồi, nhưng mà Phúc Khang chỉ quay sơ thôi. Thì cái giá tiền thì Phúc Khang mới vừa tính cái bill tính tiền, nhưng mà Phúc Khang không có chụp lại nha các anh chị. Kêu cũng khá là nhiều món ăn, nhưng mà cái giá thì cũng có 2 triệu mốt mấy chục ngàn thôi nha các anh chị. Đi cả gia đình, hai gia đình, gia đình của Phúc Khang và gia đình của chị Phương, hai gia đình đi ăn buổi tối chỉ có 2 triệu mốt, và ăn kem ăn đồ nữa đấy nha các anh chị, đó là chỉ có 2 triệu mốt. Xôi ra là rất rẻ hơn cái đợt vừa rồi Phúc Khang đi sinh nhật của bé Tha, bé Nhi này, bé Nhi nhỏ nè, bé Nhi nhỏ là Phúc Khang cũng đã đi sinh nhật của bé hôm trước đến Bình Xuyên, cũng không có đặt bàn trước cho nên là không có bàn, cho nên quay về đi ra quán khác thì một cái tiệc mất hết 2,7 triệu mà các món ăn không có bằng ở đây nha các anh chị. Thì gia đình Phúc Khang có buổi tiệc buổi tối đến đây cũng xin kết thúc, và Phúc Khang về Phúc Khang sẽ quay một cái cảnh review tại nhà hàng sinh thái Bình Xuyên tại quận 8 đường Phạm Hùng cho các anh chị xem. Ở khu công viên rất là đẹp,
rộng thoáng mát. Thì đây tất cả cũng có nhiều cái loại hải sản như là tôm càng xanh, tôm sú, tôm hùm, tôm bủ ni, cua, cua gạch son, cua ghẹ, ghẹ, cá thì cũng có loại nhiều loại cá nha các anh chị. Cá mú, rồi cá, nói chung là cái nhiều loại cá lắm các anh chị. Không có em kể cũng không hết nổi đâu. Cá măng ếch nói chung là cũng nhiều loại cá lắm. Cho nên là Phúc Khang cũng không có nói hết. Ốc nghêu cũng các loại, Phúc Khang chỉ quay sơ lược thôi. Tại vì nếu mà Phúc Khang quay hết và nói hết là chắc nó cũng khá là dài. Cho nên là Phúc Khang làm video cũng tầm khoảng 17 phút thôi. Cho nên là Phúc Khang không có nói nhiều được, cũng không có giới thiệu hết đến các anh chị và các bạn. Ốc vòi voi cũng có, nói chung là các loại. Hồ cá thì nó cái kính nó hơi bị đục cho nên nhìn cũng không được rõ lắm nha các anh chị. Nó mờ mờ. Nếu mà kính nó trong là quay đẹp lắm các anh chị. Nó quay trên nước thì nó nhìn nó rõ nè, đẹp. Ốc hương. Ốc hương. Rất là nhiều luôn các anh chị. Các anh chị và cô chú nào mà chưa đến Bình Xuyên thì hãy đến một lần đó cho biết khu nhà hàng sinh thái Bình Xuyên. Thoáng mát. Cảnh rất là đẹp, món ăn rất là ngon mà rẻ nữa nha các anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem nhớ cho Phúc Lan, Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú và các bạn đã xem video Phúc Khang. Rất là rộng lớn luôn các anh chị, Phúc Khang đi mà mỗi chân luôn đó. Ai có em nhỏ thì có xe đẩy luôn, xe đẩy đi luôn. Chứ ẩm đi là cũng hơi bị mệt á. Rất là lớn, rất là rộng. 26-27 ngàn mét vuông mà, rất là lớn. Còn đây là khu vui chơi dành cho trẻ em. Gia đình mình đi có con em nhỏ thì có vô đây có khu vui chơi luôn. Mình ăn uống xong mình đi chơi, đi dạo. Rất là thoải mái. Gia đình mà có con em nhỏ đi vô đây là mấy em chơi là mê luôn, không muốn về luôn các anh chị và các bạn. Rất là thoải mái. Đâu hết rồi? Có xe bò luôn nha các anh chị. Các anh chị nào có muốn đi xe bò thì đến Bình Xuyên có xe bò luôn. Phúc Khang nói đùa thôi, này là chỉ là làm kiểu thôi các anh chị. Phúc Khang cũng quay một cái khung cảnh cho nó đẹp để cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú và các bạn xem nhớ ủng hộ kênh Phúc Khang ẩm thực. Cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là gia đình Phúc Khang đó, hai gia đình. Thank you.
trước là con của Phúc Khang, hai đứa nhỏ đi sau là con của chị, của chị Phúc Khang. Còn đây là một em cá rất là to, siêu to, khủng lồ luôn các anh chị. Phúc Khang đến là lần đầu tiên Phúc Khang cứ nghĩ là hình thôi nha các anh chị, không nghĩ là con cá đâu. Nhưng mà đến khi Phúc Khang thấy con mắt nó chớp chớp là mới biết là cá thật. Tại vì nó nằm vậy đó, nó không có bơ, không có tung tăng hết, cho nên là Phúc Khang cứ nghĩ là hình tượng thôi. Không ngờ nó là một con cá thật, rất là to, rất là khủng khiếp. Nào em ấy quá khủng. Giờ video Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú và anh chị đã xem video Phúc Khang. Nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ. Cảm ơn cô chú và anh chị và các bạn rất là nhiều. Phúc Khang xin hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn những video tiếp theo. Cô chú, anh chị và các bạn nhớ ủng hộ Phúc Khang. Bye bye, xin tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn.